Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Em là Đức Vlog, chuyên về cái dòng xe cam, xe cổ, xe nội địa Nhật, xe Campuchia nha mọi người. Cái xe em bán là không giấy nha, không giấy tờ, chỉ bán cái xe thôi. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc. Cái vấn đề giấy tờ thì anh em mình tự lo ha. Đây là kênh YouTube của em nha mọi người, xe Đức Vlog. Hôm nay em có dịp lên cho mọi người một con Custom 100 ha. Con này đời 96, 95, 96. Con này là sơn si zin 100% nha. Máy thì zin 100% luôn, máy thì rất rất là xịn luôn. Thì thầm mùa xuân. Trong con này đi cục máy nó rất là êm. Như cỡ rim Thái vậy mọi người. Đây là hàng nhập Nhật nha, hàng nhập Nhật. Còn xe Thái thì là rim lùng 97 rồi mọi người, nó cũng giống vậy luôn nhưng mà nó khác một vài chi tiết ha. Dù cái yên của nó là yên liền, còn yên này là yên rời, rồi bửng của nó là bửng màu theo xe, còn này là bửng trắng. Rồi vô cho mọi người chi tiết luôn, từ trước ra sau thì trên dưới nha. Con này là mà màu sáng đẹp nha mọi người, full chức năng nha, chữ nghĩa đầy đủ luôn nè, đèn là đèn nhan này kia đầy đủ nè, nghe này kia còn rất đậm màu ha, bao tay gai đẹp này kia. Nói chung là xe mà đồ áo theo xe nhìn mấy cái khớp này rất là khích nha, khích. Rồi kính này mắc in Honda luôn nè, mắc in Japan luôn nè, kính nó không có chạy sợ gì hết nha mọi người. Chân kính còn màu xanh rất là đẹp luôn. Và đầu đèn này, đầu đèn này zin 100% nha mọi người. Cái màu lâu năm thì nó có hay bị bay màu chút chút, cái đó anh em cần để zin thì để zin, còn muốn xử lý lại thì em xử lý lại cho anh nghe. Rồi mặt nạ sáng đẹp nè, logo đẹp nè, tem đấu giá này bẩn theo xe nha mọi người. Bẩn theo xe lâu năm thì nó có răng răng xíu vậy nè. Này nhìn xa thì nó không có vấn đề nha, chỉ nhìn gần lắm mới thấy thôi. À, ở trước thì 95, ở sau 96. Đường zin, phục zin. Đó. Cam ốc tán sáng đẹp nha. Nha, vỏ này vỏ còn rất là cao, vỏ inu luôn nè mọi người. Vỏ inu rất là cao ra. Cái này mọi người đem về sử dụng thôi, em phải kiểm tra kia, thay bình ắc quy này kia, thay nhớt rồi hết rồi, mọi người đem về chỉ sử dụng thôi. Yên zin, bút zin nè, đó, thùng xăng zin nè, có chạy một hai chỗ ở đây nè. Nắp xăng còn khá là đẹp nha mọi người, tỉ màu luôn. Bên trong này sạch sẽ nha. Cái này là cái cao su mà dạng như lâu năm á mọi người, nó bị dính chết rồi nè. Rồi mọi thứ hoàn hảo nha mọi người, tem này kia còn đầy đủ luôn đó. Đi hít cốc cốc luôn, ba ga đẹp nha, ba ga sáng đẹp, có nhầm nhầm một hai chỗ không đáng kể nha mọi người. Rồi nắp cốp cực kỳ đẹp luôn, sơn zin. Cái này nó cái ca may của nó màu xanh nước biển nha mọi người đó, mọi người có thể thấy nha, cái ca may của nó màu xanh nước biển chứ không phải dính cái bụi sơn đâu nha. Lốc zin 100% nha mọi người, không có dặm tút, không có dặm bắn gì lại hết nha. Càng thắng zin nè, gai rất là đẹp. Rồi cái giờ đạp đời này là si ken nè, giá chân sau rất là đẹp nè, nó còn độ nhám, xe mà đi nhiều có thể là nó bị trơn tru đi. Đem gấp zin nè, sườn đẹp, nói chung gấp zin 100% luôn, không tẻ gì hết đó. Có nhầm này một hai chỗ nè, má đùng zin cầm liền sáng nè. Bô thì cái mình rất là đẹp nha, cái bô của Custom 100 là HMGBG K1 Honda chứ không phải 1985 đâu nha anh em, hay mà lầm tưởng 1985 thì không phải nha.
tem thường thường con cúp thì tem tem sườn nó nằm ngay chỗ này, ở đây thì tem sườn nằm ngay chỗ này H206. Đây là custom 100 nha mọi người, không phải là rim lùn nha. Xe này xe nhập Nhật, rất sáng đẹp, phục đẹp nha, quên quay cái phục đó. Lâu rồi mới làm được cái dòng này. Đầu bò nè, vỏ nè, cái này là cái dè nó cái khớp như chỗ này nha mọi người, cái đời này nó đọc ngay chỗ đó, dè này về trước về sau nó gáp lại nhau nhưng mà nó có cái khớp như chỗ này, nhìn nó liền lắm nha, đầu diêm của nó nhìn liền ghê luôn ha, không thấy cái khớp luôn. Mọi người mà nhìn không để ý là không biết cái khớp nó nằm chỗ nào. Tùm trăm nó là ốc cái gì gọi là ốc chẳng ba ấy, không phải ốc gì đông hả, bảy màu á, đẹp á, cái đồ xi của nó đẹp lắm. Rồi bỉnh theo xe này, khích liền theo năm tháng đó, mọi người thấy không, khích nè, vô 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 hết nè, lóc zin nè, lốc zin ba ga zin, tránh chỗ cho xe đi cảm em xíu, lốc zin ba ga zin, gai càng thắng rất là đẹp luôn nha mọi người, gai càng số chứ đó, gai càng số rất là đẹp, ốc tán thì còn 7 màu còn chấm phớt thì đủ luôn nè, lò xo này sáng đẹp. Rồi cặp te này zin không một lũng không bể gì hết, nó có 66 như cái chỗ còn sao xíu, cái chỗ này chắc do tiếp xúc nhiều. Rồi niềng sau 96, niềng trước 95, anh em nhiều khi không biết nói em thay em đổi gì, nhưng thật ra là nó là vậy. Cầm theo xe nè, có chỗ xấu có chỗ đẹp, nó có được điều đó nha mọi người, nó có chỗ nó chấm chấm nè. Cầm này là cầm bắp chuối nha, ngay chỗ này nó có cái ngấn nè, khúc to khúc nhỏ nè, anh em kêu cầm bắp chuối. Nguyên bản xin cho 100% luôn, mọi người quan tâm có nhắn, có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc, giấy tờ thì anh em mình tự lo nha, anh em hỏi giá thoải mái vui lòng, đừng hỏi giấy là được rồi. Đầu bò liền đổ chì theo năm tháng nha, bình xăng con đẹp đó. Rồi nổ máy phát, con này rất là nhạy luôn nè, rồi nổ rồi. Máy đang nổ nha mọi người, đó, đèn sáng nè, máy đang nổ nha, mà rất là êm. Lực lắm nha, nhưng mà cam ti thì nhẹ nhàng thì thầm mùa xuân luôn. Đó, đèn đờ mi, đèn chóa, đèn bên hông đầy đủ hết, máy nè thì thầm mùa xuân luôn, phải nói là im thiên thiếp, nhưng mà chạy thì phê nha. Rồi test cho mọi người dòng, có quan tâm những cái dòng xe cam hay là xe đấu Nhật, xe cổ này kia rồi đó, có thể liên hệ em, những cái xe nào có thì em sẽ giới thiệu cho mọi người, xe nào mà không có thì em cũng bán tìm kiếm để anh em mình có thể sưu tầm được. Nó có cái chữ stop ga giống như là của riêng Thái, nhưng mà bản cái đó vậy thì rất là êm nha, full chức năng luôn nè, đồng hồ này kia đầy đủ, cái mặt đồng hồ của con xe Nhật nó là nó tới 100 thôi, còn con xe Thái thì nó tới 120, nhưng mà ra cái tốc độ nó chỉ có 100 thôi. Kẹp xe quá chừng luôn mọi người. Rồi xe em hiện đang Campuchia nha, hỗ trợ mọi người ship toàn quốc nha.
Em đúng nha. Hai một. Đây là cái quán cà phê em hay uống nè, chiều chiều rồi sáng đi cà phê rồi bàn công chuyện, coi hôm nay đem cái xe gì về phục vụ anh em mình. Nói chung anh em gọi xem xe, gọi video xem xe trực tiếp ấy, vậy đảm bảo hơn. Cái xe bán mấy chục triệu mà những cái thằng xấu mua đem lên báo anh em không có mua đâu, chỉ là lấy hình ảnh của tụi em thôi, những người bán xe chân chính như tụi em đó. Xong rồi lấy hình ảnh của tụi em lên, cái xe 100 triệu bán tầm mười mấy 20 triệu không đường nào anh em không dính. Anh Cách mua xe của em 2 lần rồi, mua một con quay y một con cúp 100 rồi, vậy mà về còn bị dính con CD 90 mà bán 11 triệu, trong khi con CD 90 không có con nào mà dưới 50 triệu hết, con mà rả thịt đi nữa đi cũng 30-40 triệu rồi, đi mua con xe mười mấy triệu em cũng hết hết đường nói với anh Khách. Nói anh mua anh mấy lần sao anh không rút kinh nghiệm, xe nó có giá trị của nó chứ. À, đây là kênh của em nha mọi người, người quan tâm thì cứ hỗ trợ em ship toàn quốc nha, cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Cái này là mọi người cứ nhắn em sẽ gửi hình ảnh full chi tiết cho mọi người. Ở trên hình thì nó hơi bóng loáng lắm, bữa nay trời âm u nè, bây giờ em quay clip thì nó không có được sáng sủa cho lắm, để ngày mai sáng đi mình sửa lại cho mọi người vậy nha. Không có full hình thì mọi người cứ nhắn em đi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe ha, công việc hiệu quả. Mọi người về nhé, lắp cái biển vô nha, xe mà không có chiếc nào có biển có giấy gì hết đó nha. Rồi anh chào mọi người, ganh tì thì thật máy thì lẳng lặng mùa xuân luôn, thì thầm mùa xuân luôn.